Từ những chuyến tàu đông đúc ở Mumbai đến những đoàn tàu tốc hành lao phun phút trong đêm, đường sắt được coi là một trong những biểu tượng phát triển của đất nước Ấn Độ. Tuy nhiên, ngành đường sắt Ấn Độ đang đứng trước nhiều áp lực bởi mạng lưới tàu đa phần cũ kỹ, một số có từ thời thuộc địa Anh. Những đoàn tàu chật cứng người trèo lên cả nóc tàu cũng rất phổ biến ở Ấn Độ và các vụ tai nạn chết người liên quan tới đường sắt cũng thường xuyên xảy ra. Theo thống kê, trong vòng 10 năm qua, Ấn Độ đã ghi nhận 260.000 người chết vì tai nạn đường sắt, đa phần là do bị ngã khỏi tàu hoặc bị tàu đâm khi qua đường. Các vụ va chạm tàu hỏa tuy ít xảy ra, nhưng vẫn có nhiều vụ nghiêm trọng như vụ va chạm 3 đoàn tàu ở Balasore, bang Odisha, Ấn Độ hôm 2 tháng 6 đã khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất lịch sử nước này. Hiện các công việc khôi phục tuyến đường sắt này đang được khẩn trương tiến hành. Đường sắt đóng một vai trò quan trọng trong sự chuyển mình của Ấn Độ để trở thành một siêu cường kinh tế mà chúng ta đang thấy ngày nay. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt truyền thống, một số có từ thời thuộc địa Anh đang ngày càng lỗi thời, đối mặt với hàng loạt mâu thuẫn về nhu cầu để duy trì sự phát triển của đất nước. Ấn Độ hiện có khoảng 126.510 km đường sắt và là quốc gia có mạng lưới đường sắt dài thứ tư trên thế giới. Mạng lưới này vận hành 19.000 chuyến tàu mỗi ngày tại gần 8.000 nhà ga với hơn 12.700 đầu máy, có thể vận chuyển 76.000 toa chở khách và gần 3 triệu toa chở hàng. Trong năm 2019-2020, mạng lưới đường sắt Ấn Độ đã vận chuyển hơn 8 tỷ lượt hành khách, 1,2 tỷ tấn hàng hóa, giải quyết việc làm cho 1,4 triệu nhân viên, là một trong những tổ chức phi quân sự lớn nhất trên thế giới. Xét về mặt nhân lực, đường sắt Ấn Độ chỉ kém Trung Quốc có 2 triệu nhân viên. Tuy nhiên, tốc độ trung bình của đường sắt Ấn Độ quá thấp nếu so với Hàn Quốc hay Nhật Bản và châu Âu. Ngoài một số ít tuyến có tốc độ tới 160 km/h, tốc độ trung bình của tàu hỏa đường dài ở Ấn Độ chỉ khoảng 50 km/h, trong khi các chuyến tàu chở khách bình thường hầu như không vượt quá 32 km/h. Các chuyến tàu chở hàng trung bình của Ấn Độ chỉ chạy với vận tốc 24 km/h và tốc độ tối đa 55-75 km/h. Các chuyên gia cho biết tình trạng tắc nghẽn dự kiến gia tăng trong 30 năm tới nếu nước này không cải thiện công suất. Hiện tại, khoảng 1/4 mạng lưới đường sắt Ấn Độ hoạt động ở mức từ 100-150% công suất. Ấn Độ đã công bố kế hoạch đường sắt quốc gia đầy tham vọng vào năm 2021. Dự kiến tất cả các thành phố lớn ở phía Bắc, Tây và Nam Ấn Độ đều được kết nối với mạng lưới đường sắt cao tốc. Giới chức Ấn Độ cho biết họ sẽ ưu tiên xây dựng đường sắt cao tốc ở các thành phố cách nhau từ 300-700 km với dân số ít nhất 1 triệu người. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, phải đến năm 2028, may ra dự án đường sắt cao tốc đầu tiên hợp tác với Nhật Bản mới có thể đi vào hoạt động.